Azifu Greek, chúng ta là Yamato Greek và anh thêm cầm cái gì nhỉ? Pho. Được chọn quân mà. Coi như là quân cân đi. Azifu cân Pho Ya, hai Greek cân nhau. Vâng, quân cân chặt trong trận đấu này. Trận đấu này anh em nha, chào Duy Anh nha. Thôi anh em ạ, bình tĩnh, tối nay tôi sẽ thể hiện anh em ạ. Cái kiểu toàn thế anh em ạ. Không hiểu sao luôn. Không chấp thì cũng khoai, mà chấp một quân toàn cửa dưới, thế mới đau. Vâng, phô của anh kia em trận này, anh của anh cầm Greg. Các bạn đã chim sẻ ra người cầm Yamato. Mình một cánh thôi, chim sẻ rồi, có hai voi đầu tiên, cố lên. Ok rồi, như vậy là anh quay chém cho anh kia. Còn sẻ ra một miếng cánh và có hai voi cộng với một bác bảo phụ trong trận đấu này tới từ game thủ chim sẻ. Thế tôi của anh của anh đánh của khác tí mình khỏe thế. Bốn voi thì sẻ rồi. Anh chưa thấy anh của anh gọi là có trận nào nó kiểu nó mạnh mẽ nhưng đánh thế. Em Hải nhỉ? Ừ được, trận cầm Yamato khỏe. Rồi đây con voi đầu tiên, bốn voi của phụ rồi, bài đấu của sẻ được nó quá kinh rồi. Trong khi đó đây là cửa anh của anh. Đang phải hiệu 6 được đưa về. Xem nam sau khi không có anh em ơi. Nam sau khi không có không lên kênh anh Văn Giang ơi, chỉ có chim sẻ lên kênh thôi. Kèo limited đến nay mà anh em không xem được, còn xem ở đâu được nữa. Và cũng có quả phụ nhưng quả phụ này hình như là gần nhà của anh Kiêm thì phải. Đâu. Đấy đấy đấy, con vực đấy đấy. Con vực anh Thiêm đấy rồi, anh chỉ việc đi men men là con vực này được, con vực dưới, con vực dưới. Đấy, cái con vực của anh nhìn thấy ra đây. À, đúng rồi, anh đi dọc dọc ra. Con vực đấy anh đã đi hết đâu. Đấy, đấy, đi dọc dọc đi hết kiếm. Đúng rồi, đấy. Đấy, đi tìm hết con vực ra là được. Bài theo thông tin báo về là... Ôi dồi, của anh cũng đã đủ đồ rồi. Vâng, và máy của cái đội chim sẻ này, bốn voi. Ớ, sẻ nhường anh ở à đây cũng không phải quả rồi. Bài sẻ thì quá đẹp rồi anh em ơi. Vâng, bài sẻ thắng một C rồi đấy ạ. Vâng, chả thế nữa. Ông sẻ làm gì đấy? 68%. Và như vậy phía bên kia là có Phan Văn Đức. À xin lỗi anh em là màu ba lên đời sớm thế nhở? Vai trưởng thật. Màu ba con gì? Màu ba... Phô à? Ôi Greek à? Greek à? Vai trưởng thật.
Rodrick mà lên đời kinh thế nhở. Đấy, như vậy đã quay trở lại với trận đấu này. Anh Kiêm cũng đã kích đời rồi. Anh Quốc Anh lên đời mới là muộn nhất đây này. Và 11-21 dành cho anh Quốc Anh với 25 nông dân. Trở lại với máy của trẻ sẽ gặp nhau 1-2 GQ. À, GQ này trông giống muốn tăng lương lắm anh em ạ. Thế mà lên muộn muộn lắm này. Sớm mới chứ. Đâm nó không chọc đâu. Vẫn có chọc, xẻ lên đời rồi. Rồi đều trong trận đấu đầu tiên. Xem thì được có được nâng cấp luôn không. Rồi. Không hiểu là ông GQ ông làm cái gì mà phải đến tầm 20 con dân tụ ở một chỗ như thế này. Và nếu như mà như thế này thì gần như là, nếu như mà anh em để 20 dân chạy một chỗ như thế này thì gần như là anh em sẽ không thể nào làm ăn được cả. Bằng vẩy vẩy nhanh tơn ruộng. Đây là một trận đấu mà GQ lực thì không cần phải bàn, siêu yếu. Chưa cần biết là lực lên đời của ông này như thế nào, nhưng thực sự là 20 dân mà tụ một chỗ thế này thì sẽ rất yếu dành cho GQ. Vâng, phù thủy vẫn đang chưa được sinh ra nhưng mà GQ mất rất nhiều dân ở trong pha đấu này rồi. Phù thủy được sinh ra một tơn phù đen thì GQ nằm xuống, nhưng đó là tơn phù đỏ. GQ vẫn nằm thôi. Vâng, GQ vẫn nằm thôi. Tụ nhiều dân cùng một chỗ thế này nhỉ. Yếu một tơn tới được GQ rồi, bây giờ thì sẽ bắt đầu đi phi ở phía bên trong cánh. Trong khi đó cánh bên kia, anh Quốc Anh. Cái máy này gặp nhà của game thủ Nam Sô Kiêu cầm AC, như vậy là anh Kiêm khả năng AC đánh chém thủ phù. Và AC đánh chém thủ phù chứ không phải là một bài đấu đánh cung R thẳng tới từ game thủ Nam Sô Kiêu. Tương đối là dị nhân. Để bắt đầu phi ở phía bên trong, như vậy là phía bên trong cánh thì đó chính là Rick của ông bầu màu 3. Thế như vậy là tôi đang chưa hiểu được chiến thuật bên phía đối bạn là gì. Tất cả cùng đánh chém ba game thủ bên phía đối bạn chứ không có ai đánh cung cả. Không phải là một bài đấu mà màu 3 dâng lờ chém cho AC của Nam Sô Kiêu để Nam Sô Kiêu đánh cung nhỉ. Dị về mặt chiến thuật tới từ các game thủ của bên phía đối bạn. Vâng, 42/52 tham lai tới từ game thủ chim sẻ trong trận đấu này và vẫn đang khỏe. Anh Quốc Anh tham 25 chém yếu được nhà của màu 3 rồi. Trận vẫn đang hoàn toàn thuộc về chúng ta trong trận đấu này với 43/60 là tham lai của anh Thiêm thứ 18. Khả năng là anh phải lên cái giáp đi, một cái giáp nhẹ cho cung R đi, bởi vì đội bạn đang rất nhiều chém, ba nhà đánh chém mà. Giáp 2 cho nó yên tâm anh ạ. Không thì sẽ chéo sang nhà 1, còn anh Thiêm thì đẩy sang nhà này. Chéo cánh một tên thế nào. Khá tỉnh đấy, chứ chẳng biết sao nó biết được phần phủ. À, chắc là vừa được. Vừa được dân. Ghét anh em ạ.
táo cái game đổi chim sẻ. Xong rồi mà không để ý là anh em bị công phù là cũng mệt đấy. Công phù hoặc tâm đi, một trong hai thì đều mệt. Đốt được hai cái BP của đối phương như vậy sẽ còn lâu nữa thì đội bạn mới có thể công được vào nhà của game thủ chim sẻ. Tham lang đèn rất mạnh dành chúng ta. Phải chăng là ở đến xe đấu thứ ba anh em mới bắt đầu thi đấu? Vãi trưởng ạ. À, đến lúc thua rồi mới bắt đầu thi đấu nhỉ? Hay hai trước là chỉ nói nháp không tính. 26/40 và màn hình máy của game thủ chim sẻ sẽ nói rằng là quất luôn GQ để cho nó mát. Tham lang đèn cực mạnh rồi, còn mỗi 5 sâu kêu thôi mà trận đấu này tôi không hiểu được tại sao 5 sâu kêu lại đánh. Vâng, đánh chém với bài đấu cầm AC. Quất cung thẳng luôn. Đã lên sớm rồi. Quất luôn rồi. Này đôi bạn và theo tin báo về là anh Thiềm đã bị hai nhau úp. Màn máy của anh Thiềm tham 54/72. Anh Thiềm không còn chuyển qua đâu anh ơi. Qua gì? Này nó một mã chém kìa. Ra 4 là được. Gì? Có vàng. Xẻ đến rồi, xẻ đến rồi. Ra đây cũng chỉ không cần thiết phải chuyển qua anh ạ, chỉ cần gọi xẻ đến là xong mà. Tham 43/72 trở lại với máy của sẻ. Tham lai là 71/96. Man, cái tham lai của sẻ chắc chắn là sẻ đã có tham lai tối nhất bản đồ rồi. Và như vậy là 5 sâu kêu là người đi sai và tỷ số là 3-0 dành chúng ta ở trong trận đấu thứ 3. Rồi, như vậy là chỉ thua 1-2 rồi. Thua trước 2C ra cái C này nó cũng gọi là C cá gỡ. Vâng, như vậy là trận đấu vừa rồi là trận đấu kết thúc buổi livestream của game thủ chim sẻ nắng tại đây. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em vào 6 giờ tối nay. Hello anh em. 6 giờ tối nay nha anh em.